Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tình trạng tăng dân số cũng như mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, Chi cục Dân số tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên phối hợp với các ban ngành trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền lồng ghép các nội dung sinh hoạt về kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu mất cân bằng giới tính. Trong chuyên mục Dân số và phát triển kỳ này, chúng tôi có phóng sự Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Vĩnh Phúc. Trước tiên là cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Vũ Đức Tiến, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung đã xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Ở Vĩnh Phúc có thời kỳ cao điểm là 115 bé trai trên 100 bé gái. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng gia tăng dân số hiện nay. Để tìm hiểu về vấn đề này cũng như là nguyên nhân giải pháp khắc phục tình trạng trên, hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Tiến, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số tỉnh. Xin được cảm ơn ông đã đến với cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông ạ, được biết là trong thời gian gần đây thì tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung thì đã có cái mức sinh là tỷ lệ nam cao hơn tỷ lệ nữ. Điều này thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tăng dân số. Vậy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân cơ bản ạ? Trong cái thời gian qua thì về cái việc mà cái tỷ lệ chênh lệch giới tính giữa nam và nữ ở cả nước cũng như ở tỉnh Vĩnh Phúc được nhân dân cũng hết sức là quan tâm. Thì riêng đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong cái thời gian qua thì cũng có những cái sự chênh lệch giữa nam và nữ. Cái yếu tố thứ nhất về xã hội đó là những cái tâm lý rồi phong tục tập quán của người dân về cái yếu tố nó gọi là trọng nam khinh nữ. Hay nói một cách khác đi là trong mỗi gia đình, mỗi một dòng họ là người ta suy nghĩ và có cái tâm lý rằng đẻ một thêm một cái cậu con trai để cái nối dõi tông đường, hoặc là khi nuôi dưỡng cho bố mẹ đến cái tuổi về già. Một cái yếu tố thứ hai cũng ảnh hưởng tới cái sự chênh lệch giới tính này đó là cái nền y học phát triển. Hiện nay thì chúng ta cũng đang sẵn có và chúng ta đang cung cấp các cái dịch vụ y tế hiện đại nhất trong tất cả mọi lĩnh vực, trong đó là vấn đề phát hiện sớm cái thai nhi trong cái việc chẩn đoán thì cũng là một trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng. Một cái yếu tố thứ ba đó là những cái chính sách dân số của chúng ta trong suốt 10 năm qua để chúng ta nhằm hạn chế, để chúng ta nhằm ổn định cái quy mô dân số là mỗi người chỉ có từ 1 đến 2 con thì bắt buộc người dân cũng phải có cái phương án để lựa chọn. Thì đây là ba cái yếu tố về mặt xã hội mà làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh giữa nam và nữ. Vâng, thưa ông ạ, vậy thì ông hãy cho biết rằng trên địa bàn tỉnh ta hiện nay thì là địa phương mà có cái tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất và nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến tình trạng này? So với các cái địa phương 9 huyện thành thị thì hiện nay huyện Sông Lô là đang có cái tỷ lệ chênh lệch giới tính giữa nam và nữ cao nhất là 126 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Và trong cái huyện Sông Lô đó thì cái xã Đức Bác là một trong những địa phương xã phường thị trấn có cái tỷ lệ chênh lệch giới tính giữa nam và nữ cao nhất. Hiện nay ở xã Đức Bác là 180 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Và trong cái xã Đức Bác đó thì cái thôn gọi là thôn Thọ Lão thì có cái tỷ lệ chênh lệch giới tính cao nhất tỉnh là 200 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Vâng ạ, đứng trước cái thực trạng về mất cân bằng giới tính khi sinh thì Chi cục Dân số tỉnh đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào? Đứng trước cái tình hình và có những cái dự báo về mất cân bằng giới tính khi sinh trong năm 2015 cũng như với cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu làm thế nào để khống chế cái tỷ lệ gia tăng chênh lệch giới tính khi sinh giữa nam và nữ thì bước vào năm 2015 thì Chi cục chúng tôi cũng đã báo cáo với Sở Y tế để Sở Y tế báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy để chúng ta có những cái chỉ thị và chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong đó có hai cái nội dung quan trọng nhất,
đó là chúng ta vận động người dân về thực tế biết được cái việc mà chênh lệch giới tính khi sinh giữa nam và nữ thì nó có những hậu quả gì và cái hệ lụy gì cho những cái 20 năm sau này. Một cái nội dung thứ hai đó là chúng ta tăng cường kiểm tra, giám sát và đặc biệt là chúng ta cũng phải kiểm tra những cái đối tượng mà chúng ta quản lý, đó là những cán bộ, đảng viên trong cái địa bàn, trong địa phương của chúng ta. Một cái nội dung thứ hai mà đó là chúng ta tăng cường phối hợp với các cơ quan, đài, báo chí để chúng ta tuyên truyền pháp luật về dân số, về các chính sách dân số đến nhân dân, đến cộng đồng để làm thế nào từng bước cộng đồng cũng như nhân dân chuyển biết một bước về nhận thức, đặc biệt là những cái hậu quả và những cái hệ lụy của nó sau này. Một cái nội dung thứ ba về các biện pháp đó là chúng tôi triển khai tích cực đồng bộ cái thực hiện cái đề án giảm thiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh. Một cái biện pháp thứ tư đó là chúng tôi cũng báo cáo và đề xuất những cái cơ chế chính sách đảm bảo an sinh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái. Đó là bốn biện pháp trước mắt cũng như cả giai đoạn lâu dài sau này. Vâng ạ, thưa ông, vậy thì theo ông đâu là những cái giải pháp quan trọng nhất để mà giảm thiểu cái mất cân bằng giới tính khi sinh ạ? Chúng tôi tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn bộ các cái hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó phải nói đến hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng tôi sẽ đi kiểm tra từ các cơ sở y tế tư nhân đến các cơ sở y tế công lập về việc là chẩn đoán thai nhi sớm. Những cơ sở nào mà chẩn đoán sớm những cái nội dung này thì đó là những cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Một cái nội dung thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm tra cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc các cái yếu tố tuyên truyền hoặc là gây cho cái tình trạng mà chẩn đoán thai nhi sớm. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Những năm gần đây, cũng như nhiều tỉnh thành khác, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh đã đến mức báo động. Vậy tình trạng này hiện nay như thế nào? Đâu là nguyên nhân và giải pháp nào nhằm khống chế và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh? Theo các nhà chuyên môn, chỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ em sinh ra là trai trên 100 bé gái. Chỉ số này được coi là bình thường trong khoảng 103 đến 107 trai trên 100 gái. Theo báo cáo của Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh trong những năm qua cho thấy, chỉ số giới tính khi sinh năm 2010 là 113,6 bé trai trên 100 bé gái, năm 2011 là 114 trên 100, năm 2012 và 2013 là 116,3 trên 100 bé gái. Đây là con số báo động về mức chênh lệch giới tính giữa bé trai và bé gái. Qua kiểm tra rà soát trên địa bàn cho thấy, sự chênh lệch về giới tính đặc biệt tăng cao ở những trường hợp sinh con thứ ba. Điều đáng quan tâm là sự chênh lệch giới tính khi sinh đang có xu hướng tăng ở chính những khu vực có trình độ dân trí, mức sống cao. Trong những năm qua, xác định tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là một thách thức lớn. Do vậy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhằm khống chế tốc độ gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh với các giải pháp, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là về mức cân bằng giới tính khi sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án can thiệp giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015, ban hành kế hoạch hành động về thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015. Đồng thời triển khai mạnh đồng bộ các hoạt động truyền thông giáo dục. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm thay đổi thái độ, chuyển đổi nhận thức và tiến tới chuyển đổi hành vi của người dân không phân biệt con trai hay con gái. Lập Thạch là một huyện miền núi của tỉnh, đời sống nhân dân chủ yếu làm kinh tế nông lâm nghiệp. Điều kiện giao thông tại một số địa bàn trong huyện còn khó khăn, hạn chế nên việc phát triển kinh tế, nhu cầu thụ hưởng về văn hóa, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân. Điều kiện giao thông tại một số địa bàn trong huyện còn khó khăn, làm hạn chế đến việc phát triển kinh tế, nhu cầu thụ hưởng về văn hóa, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân.
Bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân có tư tưởng phải sinh nhiều con, sinh được con trai để có người nối dõi, thờ phụng tổ tiên, làm nguồn lao động chính trong gia đình. Đây là những nhân tố có nguy cơ phá vỡ thành tựu đạt được của công tác dân số trong việc duy trì mức giảm sinh và làm tăng tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Thăm một lớp mẫu giáo thuộc trường mầm non xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, quan sát và đánh giá thì hiện nay số bé trai nhiều hơn bé gái trong trường. Được biết, trong tổng số học sinh của trường thì tỷ lệ bé trai chiếm trên 60%. Đây không phải là trường hợp cá biệt mà hiện nay ở nhiều trường học cấp học toàn tỉnh, tỷ lệ học sinh nam vẫn nhiều hơn số học sinh nữ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá nhiều trong suy nghĩ của bộ phận không nhỏ các gia đình. Mong muốn có con nối dõi tông đường, vô hình chung đã tạo sự mất cân bằng giới tính xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Điều này sẽ để lại những hệ lụy xấu, ảnh hưởng lớn đến quy mô, chất lượng dân số hiện nay. Những năm gần đây cũng như các trường khác thì cái tình trạng mất cân bằng giới tính trong các trường mầm non và nó đã xảy ra ở trường tôi và có xu hướng chênh lệch giữa nam và nữ. Cái tình trạng mất cân bằng này thì nó xảy ra ở tất cả các lớp. Qua tổng hợp số liệu của năm học 2015-2016 thì cái số học sinh của trường tôi là 596 cháu, thì trong đó chỉ có 248 cháu là nữ. Và cái mức cân bằng giới tính này ở trường tôi là ở mức độ là 120 bé nam trên 100 bé nữ. Và đang trên đà này thì theo tôi cái việc mất cân bằng giới tính này sẽ là một vấn đề mà đáng quan tâm hiện nay. Để có nền tảng kiến thức cơ bản chung cho việc truyền thông, Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình huyện phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả, việc mất cân bằng giới tính khi sinh cho các hộ gia đình sinh con một bề là gái trong toàn huyện. Để đảm bảo chất lượng các buổi truyền thông trực tiếp tại các xã thị trấn, cán bộ dân số và cộng tác viên đã lập danh sách các đối tượng cần tuyên truyền và đi đến tận nhà tuyên truyền vận động, trong đó quan tâm đặc biệt với nhóm đối tượng gia đình có con đầu lòng là gái, con một bề là gái. Từ đó, làm chuyển biến trong nhận thức và thay đổi quan niệm, tư tưởng trọng nam hơn nữ. Việc sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái ăn học của các nhóm đối tượng. Trong những năm gần đây thì xuất hiện cái tình trạng là số trẻ em nam sinh ra còn sống cao hơn rất nhiều so với số trẻ em nữ được sinh ra còn sống trên địa bàn huyện. Từ thực tế công việc thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó thì chúng tôi thấy là có 4 cái nguyên nhân chính để làm mất cân bằng giới tính khi sinh. Đó là một, thứ nhất là bất bình đẳng giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà mong muốn con trai để nối dõi tông đường. Cái thứ hai đó là về các dịch vụ y tế thì ngày càng phát triển và hiện đại. Cái thứ ba đó là chế độ an sinh xã hội cho người già chưa được đảm bảo, là về già chưa được hưởng chế độ lương hưu, là mong muốn con trai để nương tựa lúc về già. Cái thứ tư đó là cái thực hiện cái pháp luật liên quan đến việc lựa chọn giới tính thai nhi thì chưa được thực hiện tốt. Nhìn chung, tại Vĩnh Phúc, mức cân bằng giới tính khi sinh xảy ra cả ở khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở chỗ khu vực thành thị có sự lựa chọn giới tính khi sinh ngay từ lần đầu, trong khi đó ở khu vực nông thôn thường chỉ xuất hiện vào lần thứ hai trở đi. Nhằm can thiệp giảm thiểu tình trạng mức cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai đề án can thiệp giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, hỗ trợ kinh phí cho 83 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ cho 80 trẻ em trong các gia đình sinh con một bề là gái có thành tích cao trong học tập. Đồng thời, tỉnh còn tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới tính khi sinh cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số các xã phường thị trấn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đã đến lúc cả xã hội phải vào cuộc để thay đổi thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm đảm bảo sự cân bằng trong phát triển dân số. Để thực hiện điều đó, bên cạnh việc tăng cường phối hợp liên ngành trong chỉ đạo việc triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức thái độ và chuyển đổi hành vi của người dân, dần xóa bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ, chú trọng việc giáo dục kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nam, nữ thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn. Nhà nước còn cần ban hành các quy định, chính sách kinh tế xã hội ưu tiên, quan tâm tới những gia đình sinh con một bề là gái, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở y tế nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm quy định,
không lựa chọn giới tính thai nhi khi sinh. Có như vậy, công tác giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh ta mới đạt được kết quả bền vững. Chuyên mục Dân số và Phát triển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.